Giả ở Quảng Ninh, bạn Lê Minh Ngọc, bạn có gửi Phó Giáo sư Việt Hà một câu hỏi như sau ạ. Em được xem nhiều chương trình thì có bác sĩ nói là con nhà em năm nay 6 tuổi, cháu hay ăn vào và kêu đau bụng thì sau đó đi ngoài. Thì các bác sĩ có nói ở các chương trình ấy, thì là bị hội chứng ruột kích thích. Xin hỏi bác sĩ là bệnh này có nguy hiểm hay không và làm thế nào để không bị căn bệnh khó chịu này? Hội chứng ruột kích thích thì là một cái bệnh lý, người ta gọi là bệnh lý chức năng. Gọi là chức năng tức là nó không có tổn thương gì trên đường thực thể cả. Thế thì cái biểu hiện của hội chứng ruột kích thích thì nó sẽ rất dễ lẫn với một số các bệnh lý trên thực thể. Ví dụ hội chứng ruột kích thích mà thể tiêu chảy thì lại rất dễ nhầm với các bệnh lý tiêu chảy. Thể táo bón thì lại rất dễ nhầm với lại bệnh lý táo bón. Thể phối hợp tức là vừa tiêu chảy vừa táo bón thì lại hay được chúng ta quy gọi là bệnh rối loạn tiêu hóa. Thế thì nó là một bệnh lý chức năng cho nên nó phải có tiêu chuẩn chẩn đoán. Thế thì tôi không biết là con của bạn có ứng với cái tiêu chuẩn mà tôi sẽ đưa ra ở đây thì có thực sự là hội chứng ruột kích thích không. Thì đó là những bạn mà có biểu hiện đau bụng ít nhất là 4 cơn mỗi tháng và kéo dài ít nhất 2 tháng, kèm theo thay đổi số lần đi ngoài, thay đổi tính chất phân, và hoặc là kèm theo cái chuyện mà đi phân lỏng hoặc là đi phân táo. Với một điều kiện là bác sĩ phải đánh giá và phải nói rằng đấy không phải là tiêu chảy, đấy không phải là táo bón và không có một bệnh lý gì khác kèm theo. Thế thì vì nó là một bệnh lý chức năng, tức là nó không có tổn thương. Tuy nhiên là mình nói là nó không có tổn thương thôi. Thế nhưng mà trên thực tế thì các nhà khoa học người ta nhận thấy rằng hội chứng ruột kích thích là một bệnh đa nguyên tố, đa nguyên nhân. Tức là nó có các stress trên đầu cũng làm cho đứa trẻ bị ruột kích thích. Nó có những cái rối loạn của hệ vi khuẩn trí đường ruột thì cũng làm cho bé bị kích thích. Nó cũng có những cái viêm nhiễm, nhưng mức độ viêm nhiễm ở mức độ nhẹ trên đường tiêu hóa của chúng ta thôi. Hay là có những cái vấn đề bất thường với cái khẩu phần ăn của chúng ta thì đều có thể gây ra như vậy. Thế thì vì nó là một cái bệnh mà không có nguyên nhân rõ ràng cho nên là điều trị của nó thì không hề dễ. Thế cho nên là thường bao giờ cái người bác sĩ người ta điều trị thì người ta cũng điều trị triệu chứng. Ví dụ có triệu chứng tiêu chảy thì người ta điều trị tiêu chảy. Có triệu chứng táo bón thì người ta điều trị táo bón. Người ta điều tra về cái khẩu phần ăn. Và đặc biệt đi khẩu phần ăn, người ta có những cái thứ mà người ta gọi viết tắt là chữ là food map. Tức là những cái thực phẩm mà của chúng ta nó có dầu các cái fructose, dầu các thành phần đường. Tức là các loại quả mà bình thường vườn đấy chúng ta đang nói rau quả chín với lại rau xanh rất là tốt. Thế nhưng mà trong trường hợp khi mà chúng ta bổ sung rất nhiều thì nó lại trở thành không tốt. Thế thì cái người bác sĩ người ta sẽ phải đánh giá về cái khẩu phần ăn của bạn ấy. Người ta xem là khi bạn ăn vào loại thực phẩm gì thì nó sẽ xuất hiện cái triệu chứng đấy, để người ta loại bỏ từng phần những cái thực phẩm đấy ra. Cái việc thứ hai nữa là nếu như bạn ấy đau bụng hoặc bạn tiêu chảy thì người ta sẽ dùng các thuốc điều trị tiêu chảy. Cái vấn đề thứ ba nữa là nếu như mà bạn ấy lo lắng căng thẳng thì người ta sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân của cái lo lắng căng thẳng đấy là cái gì để người ta giải quyết. Và vấn đề cuối cùng là người ta bổ sung các probiotic, tức là bổ sung các men vi sinh để giúp cho sự cân bằng của cái đường ruột đấy. Như vậy điều trị hội chứng ruột kích thích thì cũng khó mà cũng dễ. Nó phụ thuộc vào cái khả năng chấp nhận của cái cá thể như thế nào, cũng như khả năng tuân thủ với cái điều trị như thế nào. Dạ vâng, xin được cảm ơn giáo sư Việt Hà.